Yeah, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho làm thế nào để chúng ta có thể gọi là thiết kế được một cái thumbnail bắt mắt và nhìn rất là gọi là thu hút người xem. Đấy, thật ra thì mình cũng xem rất là nhiều các kênh của những cái streamer hoặc là những cái kênh YouTube lớn, thì hầu như mọi người đều có một cái mô típ, cái module giống nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thumbnail của YouTube như thế nhá. Ok, trước tiên thì cái video này dành cho ai? Dành cho những bạn mà chưa biết thiết kế thumbnail như thế nào, hoặc là chưa có cái kiến thức nào về cái module chuẩn của cái thumbnail. Đấy. Thật ra thì cái thumbnail này sẽ có mỗi người sẽ có một cách làm khác nhau, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn một cách chung nhất nha. Ok, bắt đầu. Trước tiên thì mọi người phải bật Photoshop lên đã. Nếu mà không có cái này, bắt buộc các bạn phải biết Photoshop nhé. Nếu mà không biết Photoshop thì rất là khó khi mà chúng ta thực hiện. Trước tiên chúng ta sẽ tạo một cái file, tạo một file mới ra, Ctrl N hoặc là file new. Chúng ta sẽ lấy cái kích thước chuẩn của nó là 1208 x 720 nhé. Gọi vào đây 1280 x 720, đây là kích thước chuẩn của thumbnail YouTube. Thì nó sẽ hiển thị đẹp luôn. Đấy. Tiếp theo là các bạn làm một cái chủ đề nào đó thì các bạn phải có cái mặt của mình vào. Hoặc là một cái chủ đề nào đó, ví dụ như các bạn nấu ăn, chủ đề nấu ăn thì các bạn phải cho cái hình ảnh món ăn của các bạn vào to đùng, chiếm khoảng 3/4 cái ảnh này. Đấy. Hoặc là các bạn làm vlog thì các bạn phải cho cái mặt của bạn vào. Đây, ví dụ bây giờ mình vừa chụp một cái ảnh của điện thoại. Từ cái điện thoại của mình vào đây, đây là cái mặt của mình. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái hình này ra bằng công cụ cắt nha. Đây, công cụ cắt đây, Quick Selection Tool, ấn vào đây. Cho con bôi. Từ những cái bản Photoshop trở về đây thì cái công cụ chọn nhanh nó rất là nhanh. Nó chọn cho mình rất là nhanh những cái vùng như này mình muốn chọn này. Rất là nhanh luôn. Mình không phải mất công mình tô lại để chọn nữa. Bây giờ mình sẽ chọn cái mặt của mình, riêng cái mặt của mình tách khỏi nền, cái nền này, cái giường này. Đấy, sau đó các bạn ấn vào Select Mask để mình chọn cái độ. Chưa được, vẫn còn cái ảnh trên này. Ảnh trên tường, bỏ đi. Các bạn muốn bỏ đi thì ấn lì nút Alt trên bàn phím sau tô nhé, thì nó sẽ bỏ cái vùng chọn đấy đi. Select Mask này, đó, sau đó thì các bạn sẽ chọn cái thông số làm sao cho cái viền bo này nó đẹp, nó mượt. Đấy, nó không bị gọi là bị răng cưa quá. Đây, ấn vào Feather này. Đấy, chỉnh như nào cho vừa mắt, ấn OK. Đấy, xong có ấn Copy. Ctrl C, ấn sang cái vùng, sang cái mục này. Cái trang trắng lúc nãy ấn Ctrl V thì nó sẽ hiện cái ảnh của mình ra đây. Nhưng nó sẽ to quá như này đúng không? Thế các bạn ấn Ctrl T này. Nó sẽ hiện một cái khung ra như này. Các bạn di chuột vào cái phần góc này. Đấy. Ấn lì nút Shift. Xong rồi nó hiện hình con chuột, hình mũi tên hai chiều này, các bạn ấn lì nút Shift kéo vào. Đấy, nó sẽ nhỏ cái hình lại. Đấy, hình như này là vừa này. Đấy, nhưng mà bây giờ theo khoa học ấy thì con người ta sẽ nhìn từ trái sang phải, từ trái sang phải, từ trái sang phải. Đấy, theo cái chiều đọc của mình ấy. Bây giờ mình sẽ bắt buộc mình phải để cái hình, cái mặt của mình ở bên tay trái này, chứ không để sang bên tay phải này. Bên tay phải rất là gọi là ngược chiều, thuận không thuận mắt người đọc. Và bây giờ mình sẽ làm như này. Nhưng mà bây giờ mình muốn quay cái mặt mình sang đây cơ. Các bạn làm nào, các bạn ấn Ctrl T này cho hiện cái khung nhé. Xong rồi chuột phải vào, chọn Flip Horizontal. Đó, nó sẽ hiện, nó sẽ quay sang bên này. Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh sửa cái mặt mình tí cho nó đẹp tí đúng không, cho nó trắng trẻo tí. Các bạn ấn vào hình cái Patch Tool này, phím tắt là Z. Các bạn tô cái mặt vào đây, tô vào đây xong kéo chỗ khác thì nó sẽ mất cái mụn đi. Dạo này thức đêm thức hôm nhiều mụn đấy. Đấy, xóa nốt ruồi cũng thế nha. Nên nếu mà các bạn có một chút căn bản về Photoshop rồi thì nó sẽ dễ dàng thôi. Còn nếu các bạn nào chưa biết thì các bạn cứ làm theo là được. Đấy, mặt mình cũng đỡ rồi đấy. Ok, mình sẽ cho cái da của mình nó hồng hào lên một tí bằng cách là ấn vào hình nhá. Ấn vào layer 1 này, rồi các bạn ấn Ctrl cộng Shift cộng A. Nó sẽ hiện lên một cái bảng chỉnh màu.
Đấy, chỉnh màu camera raw. Bạn muốn chỉnh da hồng hào lên một tí hoặc là nó trắng trẻo lên một tí thì tùy. Chỉnh contrast lên cho đẹp. Đấy, ảnh nó sẽ được tươi tắn hơn đúng không? Tiếp theo là chúng ta sẽ làm một cái nền, tô nền cho nó. Tô nền thì bây giờ các bạn lên Google, các bạn gõ chữ cartoon background. Cartoon background thì nó sẽ mạng hơi chậm vì mình đang chuẩn bị, mình đang download nên là hơi chậm. Ok, cartoon background nhá. Bây giờ các bạn thấy này, rất là nhiều hình đẹp, nhưng các bạn chỉ chọn hình nào mà nó không có vật thể nhá, những cây cối này thì bỏ qua này. Đấy, những ví dụ như hình này chẳng hạn, hình này rất là đẹp này. Đấy, các bạn cho vào, ấn chuột vào, mạng mình hơi chậm. Đây nó có một tí cái chữ mờ này mình không cần quan trọng lắm đâu. Mình tại vì nó hình cái thumbnail nó bé lắm, người ta sẽ không nhìn thấy đâu. Đó, chuột phải nhé, sao chép hình ảnh này, vào Photoshop này, Ctrl V này, đó, ấn Ctrl T, chỉ chuột vào đây hoặc shift kéo lại hoặc là cho to lên tí, để cho nó vào giữa, sau kéo này xuống. Đấy, đúng không? Nó sẽ gọi là nó ok hơn đấy. Đây mình sẽ chỉnh cho nó. Ok, đấy. Nhìn nó cũng nhìn xa lắm. Đây, thumbnail nó như này. Thumbnail nó khoảng tầm như này. Người ta cũng không nhìn thấy mấy cái chữ kiểu bản quyền như này đâu. Không cần biết. Đấy, ok. Bây giờ mình, cái chủ đề của mình là review về quần bò. Vì là mình bán quần áo mà, nên là mình sẽ hay review về sản phẩm. Bây giờ mình sẽ cho vào làm cách chọn quần bò, hoặc là cái bài của mình là review quần bò sale Cool & Bear. Cái này mình sẽ cho to lên nhé, cho nó to lên như này, khi mà người đọc người ta thấy chữ nó rõ hơn. Đấy, đấy như này sẽ to này. Các bạn muốn phóng to lên, các bạn ấn vào chữ rồi ấn Ctrl T rồi kéo như là ảnh bình thường nhé. Các bạn muốn copy thì ấn vào chữ này, sau đó ấn lên nút Alt và kéo xuống. Khi nào nó hiện cái hình mũi tên cái chuột ấy, hình mũi một đen một trắng như này này, thì các bạn kéo di xuống. Đấy, nó sẽ copy một phần ra và mình sẽ paste vào cell. Thì mình sẽ đổi cái màu chữ nó đi thành màu đỏ cho nó nổi, và cho cái nền, cái viền của nó là màu trắng. Blending option này, chuột phải ở phần chữ này, blending option này, chọn stroke này. Các bạn chọn màu trắng này, ấn vào stroke này, chọn màu trắng này. Đấy, chọn size là to lên tí. Thế. Đấy, nó nổi ngay, nổi chữ lên ngay, đúng không? Thì mình chỉ cần copy cái style và paste lên đây thôi. Thôi. Chưa đổi màu chữ cái này. Thì mình sẽ đổi màu chữ của nó đi. Màu đỏ nhá. Ok. Mình sẽ thêm chữ có đáng mua để gợi ý tò mò cho người mua, người xem. Đấy. Ok, vậy là mình đã xong một cái thumbnail gọi là theo module chuẩn của những cái streamer, những YouTuber nhiều view. Đấy, mình thông thường mình rất là hay xem, hay để ý cái thumbnail của họ, xem họ làm như nào, sau đó mình sẽ bắt chiếc cái module của họ. Module này như sau, các bạn nhớ là một cái nền màu nổi bật, ví dụ màu vàng, màu xanh, màu đỏ là những ba cái màu mà nó thu hút ánh nhìn nhất. Sau đó thì các bạn sẽ có một cái hình biểu tượng của cái chủ đề của bạn đang làm. Bây giờ mình làm về quần bò đúng không, thì mình sẽ có cái mặt của mình để là gọi là cái review log của mình, mà mình sẽ cho cái mặt của mình vào đây.
Cái thứ hai là mình sẽ chọn một cái hình con bò. Thì mình sẽ lên để hình lấy con bò nhá. Pull and bear jeans. Đây. Có một cái hình như này. Mình sẽ lấy tạo. Sao chép hình ảnh này. Chuột phải paste vào đây. Và mình sẽ lọc hết cái phần màu trắng đi bằng cách là ấn vào Magic Wand Tool. Xóa. Ok. Nó sẽ có hình như này. Đấy. Cái này mình sẽ cho vào đâu ta? Ok, mình sẽ cho vào nền như này. Và mình sẽ làm cho cái nền của nó nổi bật lên bằng cách là thêm stroke trắng. Nền to lên tí. Đấy. Cái này cũng thế. Copy thôi nha, copy layer style và paste layer style ra. Đó. Ok. Ok, vậy là mình đã có một cái thumbnail chuẩn module khi làm. Đó, các bạn nhớ nhá. Các bạn nhớ này, phải có một nhân vật đại diện của chủ đề. Và có phần chữ nổi bật, phần chữ, những cái phần chữ màu như là vàng này, xanh, đỏ. Đấy, trắng hoặc là những cái nền tối thì các bạn để chữ màu trắng. Các bạn lưu ý nhé. Đây, mình sẽ cho thêm cái mình. Cho thêm mình là. Cho thêm stroke của đường xung quanh. Cho nó nổi bật lên khỏi cái nền. Đấy, các bạn thấy. Nếu mà các bạn làm xong thì nó có những cái hiện hiện như là các bạn ấn chữ E, là nút tẩy, hình cái tẩy này, xong các bạn tẩy bớt đi. Đấy, tròn trịa hơn. Đó, ok, thấy chưa? Có đáng mua. Mình sẽ tò mò xem là cái tuần như nào mình sẽ click vào, đúng không? Đó, thế thôi. Và sau mình sẽ lưu ra ngoài bằng file JPG và đặt tên cho nó. Save lại. Ok. Mình chỉ cần up lên kênh YouTube thôi. Ok, vậy là mình đã có một cái video với một cái thumbnail chuẩn. Đây, bạn thấy không? Nó sẽ hình như này. Thay vì là hình như này, nó rất là đẹp, đúng không? Ok, phần tới tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ cực kỳ hữu hiệu để cho mình theo dõi những cái kênh, những cái gì hay, hoặc là người ta sẽ thống, nó sẽ thống kê cho mình làm thế nào để copy từ khóa hay. Ok, cảm ơn các bạn. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên ấn like và subscribe cho mình kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Bye bye.